Hoan hỷ chào mừng quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Bí ẩn về vận mệnh cuộc đời của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, khổ trước sướng sau. Từ tuổi 63 trở đi đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang, có lộc phú quý, thoát kiếp nghèo khổ, an nhàn hưởng phúc, cuộc sống sung túc đủ đầy đến hết đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão 1963 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ. Tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người. Và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trúc vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa, bởi tâm lý chủ quan đến đâu hay đến đó mà nhiều người lâm vào đường cùng. Túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Mới đây nhất, theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, từ 63 tuổi trở đi, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được những cơ hội vàng này, thì quý bản mệnh có thể sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình. Từ đó mà tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu gì sao. Vậy, những cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Quý Mão từ 63 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, biết nhìn xa, trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Nam mệnh có phúc phận, nữ mệnh ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp, người đời sẽ cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ, bàng bạc. Họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới, họ cũng thích hưởng niềm vui, nhục cảm. Phần lớn Quý Mão thích sống theo tập thể đông vui, không thích sự lẻ loi, đơn độc, người tuổi Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan. Sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường,
bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi lại nhiều mơ mộng, thông minh, lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình. Với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác, nhưng đôi lúc Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Trong cuộc đời mỗi khi khó khăn, tuổi Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Quý Mão bản tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với vẻ bề ngoài nhã nhặn ấy, làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của con người của Quý Mão. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường và lòng kiên định bất di bất dịch. Những người tuổi Quý Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo giác không ai bằng, tuy là ít khi tập trung vào công việc. Thế nhưng, khi đã làm thì họ làm hết mình, người tuổi Quý Mão thường đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện kiện lớn, thì họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi thư giãn. Bởi vậy nhiều người cho rằng, Quý Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm, bởi sự nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý, vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song lại không quyết tâm kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai, cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, thế nhưng khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn. Thế nhưng, nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ,
thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình, vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Nữ mệnh tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Nữ mệnh tuổi Quý Mão cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh, sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạng, tình duyên thì viên mãn. Tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận, về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nữ mệnh tuổi Quý Mão thường có số hưởng thọ từ 78 đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức thì tự khắc được gia tăng niên kỷ. Nam mệnh tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự, tất cả những lời nói, cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin, nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn xung đột, nên đôi lúc trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nam mệnh tuổi Quý Mão cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc. Nam mệnh tuổi Quý Mão thường có số hưởng thọ từ 76 đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Nam mệnh Quý Mão tuổi hợp làm ăn. Nếu muốn mọi chuyện được suôn sẻ, thuận lợi, thành công và thu về nhiều tài lộc, thì Quý Mão nên lựa chọn các tuổi như Ất Tỵ và Kỷ Dậu để cộng tác kết hợp làm ăn, vì những tuổi này rất hợp với bản mệnh về đường tài lộc. Tuổi Đại Kỵ. Quý Mão nam mệnh cần tránh kết duyên hay hùng hợp làm ăn với những tuổi xung khắc với mình, đó là Nhâm Tý và Quý Mão. Nếu kết hợp hai tuổi này thì mọi chuyện sẽ đổ dở, thua lỗ, thất bại hay phá sản, tình duyên thì dang dở, không được lâu bền. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất. Thời điểm hoàng đạo để nam mệnh Quý Mão xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm này thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thu về nhiều tài lộc. Từ đó mọi sự cũng như ý, đại cát đại lợi. Nữ mệnh Quý Mão tuổi hợp làm ăn. Bản mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc để hợp tác trong công việc, thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt. Đó là các tuổi như Ất Tỵ và Đinh Mão. Tuổi Đại Kỵ. Nhâm Tý và Quý Mão là hai tuổi xung khắc với Quý Mão nữ mệnh. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay gian dở trong hôn nhân. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 63 tuổi trở đi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ 63 tuổi trở đi. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh giúp Quý Mão thành công trong sự nghiệp, vừa có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, thì Quý Mão có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc hay luật sư nổi tiếng. Nói chung là có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quảng giao và đầu óc tư duy sâu sắc. Quý Mão sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Chính vì những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn, thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì họ sẽ chọn lối làm ăn bình ổn, trong sạch. Họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Quý Mão luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái. Họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó, với sự hiểu biết sâu rộng và có mắt tinh tường. Cho nên họ rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội. Điều này giúp cho tuổi Quý Mão có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ. Quý Mão có khả năng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác và cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão 1963, từ 63 tuổi trở đi, Quý Mão có khả năng kiếm được khá nhiều tiền nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng. Vậy nên, khi họ càng cảm thấy bị áp lực thì lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, Quý Mão cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ và không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn thì Quý Mão cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của Quý Mão, vì khi đối mặt với khó khăn thì sẽ thoái chí, nản lòng và đánh mất phương hướng. Thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Vì vậy, Quý Mão cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi bản thân phải biết chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu, thì Quý Mão mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Về tài lộc, kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ trữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Quý Mão khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, vì thế mà cả đời được sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, thế nên dù kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không có suy nghĩ tiết kiệm số tiền dành dụng được cũng không quá cao. Một khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi còn hoang tàn, dùng tay quá tráng. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì mới dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Về hậu vận thì kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh tuổi Quý Mão đã có số dượng tài, đặc biệt từ 63 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý bản mệnh cứ chiêm nghiệm thực tế thì sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền tiêu xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, Quý Mão có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán hay vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường, kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới có thể thành công được. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì nên dồn công sức cho một việc. Có như thế thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn sắp tới sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng Quý Mão cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm giàu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Quý Mão 1963, từ 63 tuổi trở đi, đàn ông tuổi Quý Mão dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực ra nội tâm lại quá mỏng manh, nhạy cảm. Do đó, họ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai đó. Đối với họ, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu chân thành. Khi ở bên người yêu, Quý Mão luôn cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ, lãng mạn. Khi đã lập gia đình thì đàn ông tuổi Quý Mão luôn tỏ ra ân cần, dịu dàng với vợ con, sẵn sàng hy sinh để người thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đôi khi họ sẽ tỏ ra gia trưởng, nhưng phần lớn thời gian vẫn mang đến tiếng cười hạnh phúc cho gia đình mình. Nữ mệnh tuổi Quý Mão, chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Tuổi Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần thì mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi ít nhất là 2 lần thì mới đến được bến bờ hạnh phúc. Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý trung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Nhân duyên của Quý Mão nam mệnh được phân thành 3 trường hợp sau.
Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút, vì chuyện tình duyên chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi sẽ tìm được bến đỗ của cuộc đời. Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch là những người may mắn nhất trong chuyện tình duyên. Những người này chỉ có duy nhất một ý trung nhân và chung sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão 1963 từ 63 tuổi trở đi, cung thọ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải hạn sát tuế, sát cách gốc, sát dương, nhẫn qua cái. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được, nhất là những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân thì đều có thể giãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, thì mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn cỡ nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Quý Mão sức khỏe rất tốt, tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú ý đến các bệnh về gan, vì gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu và cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Sau đây sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 chi tiết qua các năm, cụ thể vận trình như sau. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Tý. Trong năm Tý này, người tuổi Quý Mão vận trình khá tốt, gặp nhiều may mắn, phúc tinh lâm môn, vạn sự cát tường. Tuy giữa năm có vài trắc trở, thế nhưng đến cuối năm chuyện tốt liên tiếp đến gần. Tháng tốt cho bản mệnh là tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, năm nay gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên miên, song nhờ có chính cung tại mệnh nên chờ mọi chuyện qua đi thì sẽ bình an. Trong năm, cầu tài đại lợi, nửa cuối năm vận may càng trở nên mạnh hơn. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt thời cơ thì sẽ phát tài phát lộc. Nhưng đừng vì thế mà quá tự cao, sẽ khiến người khác nảy tâm đố kỵ mà khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Sửu. Trong năm này là năm khó khăn của Quý Mão, bản mệnh làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, tài lộc của năm trước tới năm nay dường như biến mất. Hãy nên chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện đều phải cẩn trọng, suy xét để tránh hậu họa về sau. Tới cuối năm vận đen mới được hóa giải, lúc đó làm việc sẽ thành công. Nếu nắm bắt được thời cơ thì phúc họa sẽ cân bằng, sẽ gặp nhiều chuyện tốt. Đến 6 tháng cuối năm tốt hơn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 7 và tháng 10. Trong năm Sửu, vận thế người tuổi Quý Mão không tốt, hãy nên chú ý phòng tai nạn bất ngờ, tránh đầu tư mù quáng và mạo hiểm. Tử vi tuổi Quý Mão sinh 1963 gặp năm Dần. Quý Mão trong năm này bị mệnh tinh chiếu rọi, nên sức khỏe cần phải chú ý nhiều hơn. Giữa năm âm khí nặng, không nên đi xa, sau đông thì mọi tai ách sẽ qua đi, vận may sẽ tới. Năm Dần là năm không được thuận lợi, thế nên cần phải nhẫn nại, đừng vì thất bại mà nản lòng nhục chí. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì chắc chắn đầu tư sẽ thành công, phát tài phát lộc. Tháng 2, tháng 6 và tháng 9 âm lịch là 3 tháng vận thế khá tốt, bản mệnh nên đi đền chùa cầu bình an, nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Mão. Trong năm này, tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, bản mệnh chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, mưu sự tất thành, mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt, danh lợi đủ đầy. Đầu năm vận thế bình bình, nên lấy lùi làm tiến. Đây là năm Quý Mão dốc sức thể hiện năng lực của bản thân, cũng là năm nên tích trữ của cải, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bản mệnh hãy nên nắm chắc cơ hội trong tay thì sẽ có nhiều cơ hội đầu tư kiếm tiền đến với mình. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo, đừng quá vội vàng quyết định. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Thìn. Trong năm có sao Thái Âm soi đường, cho nên Quý Mão năm nay phải đi lại rất nhiều, đôi lúc gặp chuyện xui rủi. Song không có gì đáng ngại nếu biết nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến thì sẽ hóa giải được nhiều điều khó khăn, trở ngại. Đầu năm nên chọn thời cơ để hành sự, cuối năm thuận thế mà làm, cẩn thận chú ý khi tham gia giao thông. Trong năm cầu tài không thuận, phải đặc biệt cẩn trọng giữ mình,
đừng hấp tấp vội vàng mà rước họa thị phi, hạn chế quản chuyện không đâu mà rước họa vào thân. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Tỵ. Sự nghiệp năm này của Quý Mão gặp nhiều trắc trở, lên xuống thất thường, dù không gặp tổn thất lớn nhưng cũng lao tâm khổ tứ, khó được bình an, nửa cuối năm khó khăn sẽ dần giảm bớt, mọi chuyện có phần khởi sắc, may mắn bất ngờ sẽ tới, lúc này sự nghiệp cũng sẽ phát triển thuận lợi, có cơ hội phát tài thịnh vượng, bản mệnh hãy nên tỉnh táo nắm bắt, đừng để thời cơ qua đi thì dù hối hận cũng đã muộn. Dù làm gì, đầu tư vào đâu cũng cần chọn người đáng tin, việc kinh doanh tất sẽ thịnh vượng. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Ngọ. Nhờ hỷ tinh soi sáng nên chỉ 3 tháng đầu năm phải chịu vất vả, sau đó mọi giận đen sẽ bị xua tan. Nữ mệnh tuổi Quý Mão tình duyên trong năm có nhiều biến chuyển, nam mệnh mãnh tướng, đào hoa, song nên cân nhắc kỹ càng kẻo lại vì tình mà tiền tài thất thoát, trong năm khó tránh khỏi sẽ gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, bản mệnh nhẫn nhịn thì mọi sự tốt lành, trong năm chớ sa đà nữ sắc, đam mê cờ bạc. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Quý Mão sẽ có vận may bất ngờ, tuy nhiên, chuyện kinh doanh không được thuận lợi, đường cầu tài gặp nhiều trắc trở, cuối năm sự nghiệp hanh thông. Song tối kỵ đừng vội vàng quyết định bất cứ việc gì, đề phòng phạm cung quỷ bị tiểu nhân hãm hại, cả năm vất vả làm ăn mà kết quả chẳng đáng là bao. Bản mệnh nên giữ cho tâm an, tinh thần thư thái thì sẽ làm nên vận thế. Trong năm Mùi không có may mắn về tài lộc, cho nên hãy lượng sức mình mà cần kiệm làm ăn, chớ ham lợi danh mà theo lĩnh vực mới, nên kết giao bạn bè, nhờ thế sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Thân. Trong năm Thân, vận hạn quấn quanh người tuổi Quý Mão, hãy cẩn trọng chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện không được suôn sẻ, song nhờ sao Nguyệt Đức soi đường nên trong hoạn nạn lại được hóa giải. Nữ mệnh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi, nam mệnh nên chú ý tránh xa cờ bạc, an phận làm ăn thì sẽ được bình an. Trong năm này, vì hung nhiều cát ít, bản mệnh nên năng đi chùa cầu Phật, nhờ Bồ Tát phù hộ. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Dậu. Quý Mão trong năm Dậu ắt gặp hạn lớn, không tiền tài thất thoát thì sức khỏe có vấn đề, giữa năm nên cẩn trọng đề phòng tiểu nhân ngáng đường. Cuối năm mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ, tốt đẹp, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bất ngờ. Khi gặp khó khăn, cố gắng giữ ý chí kiên cường, nếu cần thiết thì nhờ cậy anh em, bạn bè giúp đỡ. Chú ý tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 âm lịch cần cẩn thận chi tiêu, tăng cường quản lý tài chính. Tháng tốt là tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, nếu rảnh rỗi thì bản mệnh nên đi lễ chùa, cầu Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, chỉ cần lòng thành tâm thì sẽ linh ứng, qua năm vạn sự bình an. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Tuất. Trong năm Tuất, Quý Mão được sao Tử Vi chiếu mệnh, kinh doanh phát tài, sự nghiệp cũng thành công, đừng nên tham lam mà phải biết điểm dừng, nếu không sẽ mất hết phúc phần, không có duyên thu hoạch. Vận khí năm này vô cùng tốt đẹp, là cơ hội để kiếm tiền, nếu chuyên tâm dốc sức vào làm ăn thì sẽ được đền đáp xứng đáng, hãy nên quan tâm, chăm sóc phúc lợi cho nhân viên dưới quyền, thì tiền bạc sẽ dồi dào. Nếu đi hành thiện tích đức, lấy nhân nghĩa làm đầu thì tất được bình an. Trong năm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưu sự tất thắng, vạn sự tất thành. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp năm Hợi. Trong năm này, bạch hổ lâm môn, thiên tai, địa phúc, tiểu nhân ngán trở. Người tuổi Quý Mão nên đi về hướng đông cầu duyên thì cơ may chuyển bi thành hỷ, gặp họa quá lành, đại sự làm nên. Trong năm, ra ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ hoặc cũng có thể do người cố ý hãm hại, chớ rảnh rỗi quản chuyện không đâu mà tai họa có thể từ đó mà ra, nên quan tâm chăm sóc cho mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, quan gia nên giải không nên kết tuyệt. Tiếp theo sẽ là phần luận giải chi tiết về vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 với từng tháng sinh âm lịch, cụ thể như sau. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân, người này dù là người giàu hay kẻ nghèo
thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy, người này được hưởng phúc trời. Cuộc sống sung túc, no đủ, có độc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên, tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Vận mệnh của người này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mạnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc sống hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn của để. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch. Vận mệnh của người này tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật. Tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương quả để lại không nhiều. Anh chị em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 3 âm lịch. Người này khá nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục xuống tóc đi tu. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 4 âm lịch. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương quả để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 5 âm lịch. Người này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người. Thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Sự nghiệp có hung, có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng dượng, cựu phú một dùng, người người ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí dượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì sẽ tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều. Lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế kết xù, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, xởi lợi, phóng khoáng, khoan dung, độ lượng. Cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Quý Mão. Tử vi tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển,
được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ rất thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Người này cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ân cao, quý nhân dưỡng dẫn, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn, mạnh hậu, nếu vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh tháng 10 âm lịch. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu vất vả nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp tự phát thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Tử Vi tuổi Quý Mão sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức là tháng chạp, vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an, sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày. Tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp, khó tránh gặp phải khó khăn, nhưng được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc về các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.